Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên báo Lao Động. Thưa quý vị, trong ngày mai nắng nóng tại Bắc Bộ tiếp tục có dấu hiệu gia tăng. Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ thì nắng nóng gia tăng trong ngày mai với mức nhiệt cao nhất trong khung giờ trưa thì có thể lên đến 34 cho đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng Hòa Bình thì đạt ngưỡng từ 37 cho đến 39 độ C. Mưa rông rải rác sẽ xuất hiện từ chiều tối và đêm nhưng cũng chỉ giúp hạ nhiệt phần nào thời tiết oi bức tại khu vực này. Trong hôm nay, ghi nhận nhiệt độ lúc 13 giờ một số khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thì phổ biến từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như là ở Tây Hiếu, Nghệ An thì đạt ngưỡng 38,2 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh thì đạt ngưỡng 38,3 độ C. Trong ngày mai, những khu vực này tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, có nơi thì nhiệt độ lên đến 39 độ C. Người dân cần hạn chế di chuyển ngoài trời trong khung giờ trưa để tránh nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ có thể xảy ra. Ngày mai, Tây Nguyên tiếp tục là khu vực có nền nhiệt dịu mát nhất trên cả nước. Nhiệt độ trong ngày tại đây dao động trong ngưỡng từ 21 cho đến 33 độ C, trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Còn về thời tiết biển thì ở khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Trong khi đó, tại khu vực quần đảo Trường Sa, trong ngày mai thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Về thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ngày mai nhiệt độ tại thủ đô sẽ chạm ngưỡng đỉnh, dao động từ 30 cho đến 39 độ C. Trên thực tế thì nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.